Thưa quý vị và các bạn, sau khi ban thưởng cho các tướng lĩnh vì đại thắng quân Man Tống, Đức vua Lý Công Uẩn tiếp tục cho mang biểu dâng vua Tống. Trong đó có nói đến việc sẽ xin dâng lên vua Tống một số chiến lợi phẩm thu được từ cuộc chiến. Lời của biểu trương đã thể hiện được khí phách của Đức vua Đại Nam vừa giữ lễ với thiên tử nhà Tống, đồng thời lại cũng ngầm làm bẽ mặt nhà Tống. Nhận được biểu trương của vua Lý, lúc bấy giờ vua Tống mới tin được sức mạnh của Đại Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử nhà Tống có một đoàn sứ với lực lượng hùng hậu tiến từ Đại Nam sang để dâng hiện vật thu được từ cuộc chiến. Đức vua Lý Công Uẩn muốn đoàn quân của Đại Nam phải đi đường bộ để biểu dương lực lượng của ta, đồng thời đem sự khâm phục, sự trọng nể của triều đại nhà Tống về cho nước nhà. Chúng ta hãy cùng cảm nhận không khí thắng lợi và sự hùng hậu của đội quân Đại Nam đi sứ sang nước Tống. Vua Thuận Thiên đích thân giám sát cuộc hành binh của quân triều đình nhằm đánh bại đám quân Man Tống. Từ lâu vẫn mưu toan nhòm ngó mảnh đất biên thủy của nước ta. Song điều quan yếu nhất lại ở chỗ đánh vào các mưu toan xâm lăng của triều đình nhà Tống. Trận đại thắng này, các tướng lĩnh sĩ tốt hết thảy đều được thăng thưởng. Riêng Châu Mục Châu, Bình Lâm, Hoàng Ân Vinh được nhà vua cho triệu về Thăng Long vỗ về. Lần đầu tiên được đặt chân lên đất kinh thành hoa lệ, Châu Mục Bình Lâm không khỏi bỡ ngỡ, xao xuyến. Thâm tâm chàng vừa mừng vừa lo. Ở Thăng Long cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp, nhưng cái gì cũng đắt. Điều làm cho Hoàng Ân Vinh ngạc nhiên nữa là con trai con gái Thăng Long sao mà đẹp thế. Họ ăn vận, nòm cứ như các tiên đồng tiên nữ, mà nói năng mới dịu dàng, lịch thiệp làm sao. Hoàng Ân Vinh được dẫn đi xem các cung điện trong Hoàng Thành, xem vườn ngự uyển, được vua ban yến, lại được đi dạo chơi phố phường 3 ngày. Chàng tưởng như mình đang sống trong cõi thiên tiên. Sau vua cho gọi vào cung, ngài dạy: trong trận thắng giặc vừa qua, công của ngươi lớn lắm, vậy ngươi có muốn ta ban thưởng cho cái gì, cứ thực nói ra. Hoàng Ân Vinh lúng túng chẳng biết nói năng hoặc xin nhận cái gì. Mãi lâu sau chàng mới nói lúng búng trong bồn: xin nhà vua cho về lại đất Bình Lâm. Vua cười khoan hòa: được được, rồi ta sẽ cho xe ngựa đưa khanh về đến tận nhà. Khanh nhớ rừng nhớ suối lắm sao? Hoàng Ân Vinh gật đầu: nhớ cả con nai con hoãng nữa chứ. Thấy Hoàng Ân Vinh chân tình mộc mạc, lại chưa thông lễ nghĩa, nhà vua đem lòng cảm mến. Vua tự nghĩ, nếu như trên biên cương phía bắc của ta được giam 7 người tài cán đức độ và trung dũng như Hoàng Ân Vinh thì ta đỡ no biết mấy. Chính những người như thế này mới thực là phên dậu, là tai mắt của ta. Chợt vua phán: Hoàng Ân Vinh, ta sẽ gả quận chúa cháu gái ta cho ngươi. Hoàng Ân Vinh đỏ mặt lúng búng đáp: bệ hạ, thần có vợ con rồi cơ mà. Vua cười ngất và càng thương con người chân tình mộc mạc ấy. Ta biết ngươi có vợ rồi, nhưng ta cho ngươi thêm một vợ nữa là cháu ta. Từ nay ngươi sẽ là quận mã, ngươi và con cháu ngươi nối đời được ăn lộc triều đình. Sau khi ngươi đã làm lễ kết tóc cùng quận chúa, ta ban cho ngươi chức thiên hộ, tức ăn lộc 1.000 nhà. Bệ hạ bảo quận mã ăn 1.000 cái nhà, ai mà ăn được nhiều thế. Vua cười vui về câu nói ngây ngô của chàng quận mã: ta nói ăn lộc 1.000 nhà, tức là 1.000 nhà dân phải đóng thuế nộp tô cho ngươi. Ngươi dùng số tô thuế thu được ấy mà chi dụng biết chưa? Dạ thần biết rồi ạ. Bệ hạ, như thế có nhiều quá không? Không nhiều đâu, đấy là chế độ do triều đình quy định. Ai ở hàng nào chức nào, được hưởng lộc đến mức nào đều rõ ràng cả. Cho hưởng vậy để biết ơn trên mà gắng hoàn thành trách phận của kẻ chăn dân. Nhưng nhà ngươi có mấy việc lớn phải làm. Một là lo cho dân yên ổn, không để xảy ra trộm cắp quấy nhiễu, không để cho bọn hào trưởng, xã trưởng nơi làng bản ức hiếp dân. Hai là phải lo cho dân có đất cấy trồng, khuyến giúp người dân khai phá đất đai hoang hóa, cho giữ đất ấy làm tư điền, lại miễn tô thuế cho họ 5 năm. Nơi nào khai phá khó nhọc, tốn nhiều công sức, đất lại bạc màu, thì tha tô thuế cho họ từ 10 đến 15 năm. Ngươi phải gắng gỏi, sao trong châu hạt của ngươi không có người bị đói, khuyến dân giúp đỡ các người già không nơi nương tựa. Các con côi quá phụ cũng phải lưu tâm đỡ đần họ. Ba là phải rèn luyện binh bị cho tinh, tuần cảnh nghiêm ngặt ngày đêm, không cho kẻ gian người lạ từ bên kia biên ải đột nhập vào đất ta dò xét. Muốn làm được việc ấy, ngoài số quân phải lấy dân làm tai mắt.
ai có công thì phải thưởng khen ngay, chớ có dây dưa lần nữa mà người dân nản lòng. Công lớn tâu về triều, ta sẽ khen tặng. Kẻ có lỗi thì khoan thứ, có tội phải nghiêm trị. Bốn là ngươi phải cho người sang đất họ buôn bán làm ăn để dò la xem họ có mưu mô xâm lấn, cướp phá hoặc đặt nội gián trên đất ta không. Hoặc có kẻ nào mưu mô tạo phản, ngươi cũng phải biết từ lúc mới manh nha. Năm là các trạm đổi ngựa nhằm thông đạt tin tức từ triều đình tới các miền biên viễn đặt trên đất ngươi, phải coi sóc cho chú đáo, lúc nào cũng phải có ngựa khỏe, có quân túc trực. Các trạm đốt lửa làm hiệu suốt ngày đêm, không bao giờ được tắt. Vì rằng ban ngày phải thấy khói bay lên, ban đêm phải thấy ánh lửa hồng. Cứ thế chạm nọ tiếp chạm kia, để cùng lúc ở kinh thành, ta có thể biết khắp bốn phương tám hướng trên đất ta đang an bình hoặc ở nơi nào đó có họa hoạn. Sáu là, người phải săn sóc, phải đối xử tử tế với quận chúa. Cháu ta lá ngọc cành vàng, ngươi không được phàm phu thô lậu. Vợ chồng phải tương thân như tương kính. Nếu ngươi vì lỗ mãng mà xử tệ với quận chúa, sẽ mang trọng tội. Nghe nhà vua nói, Hoàng Ân Vinh cảm thấy lo hơn mừng. Thật ra các việc vua nói từ trước chàng đã có làm, nhưng mới chỉ là loáng thoáng. Nay phải làm đầy đủ, phạm vào bất cứ điều gì cũng có tội. Chàng nhẩm tính, vậy là ta có 5 điều phải làm, mà điều nào cũng hệ trọng. Ngay cả điều thứ 6 là điều ta được ban, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về ta, như vợ ta ở nhà. Khó quá, chàng nghĩ, ước gì ta không phải làm quận mã. Các điều ta nói, ngươi đã nhớ chưa? Vua hỏi. Bệ hạ, thần nhớ cả rồi. Từ nay, ngươi là con cháu của ta, là người tâm phúc của ta. Mỗi việc làm của ngươi đều phải cẩn trọng, không được ỷ thế làm bậy, không được khắc bạc với dân, với lính. Từ việc dân, việc binh, nhất nhất phải làm theo luật pháp ta đã ban. Nếu cố tình phạm tội, ta sẽ trị nặng gấp đôi người thường. Ngươi còn chưa thông lễ nghĩa, việc ấy quận chúa sẽ dạy cho. Vua nhìn Hoàng Ân Vinh với tấm lòng chiều mến và cả sự trọng nể nữa. Nhà vua tự nghĩ, biên cương phải có phên dậu, phải có thân vương trấn trị. Lại nói về nhà Tống, khi nhận được biểu trương của quan hiệp trấn Quảng Tây nói về đạo binh 20 vạn của Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí bị An Nam quét sạch trong thoáng chốc thì xiết đỗi kinh hoàng. Tống Chân Tông nghe viên Hàn Lâm Thị Độc đọc xong lời biểu, ông như giã rời hết cả tay chân. Quần thần im lắng, buồn thiu như có quốc tang. Lát sau, viên Hàn Lâm Thị Độc nhắc khẽ, tâu Hoàng thượng, còn biểu của An Nam quốc vương có đọc không ạ? Đọc. Chân Tông buông một tiếng cộc lốc. Thần làm mẫu, quốc vương An Nam kính lạy thiên tử nhà Đại Tống. Vừa rồi đám giặc cỏ đứng đầu là hai tên Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí đã dại dột nghe lời suối bẩy của kẻ xấu, dám vô lễ đem binh xâm phạm nước của thần. Vâng mệnh thiên tử, phải giữ cho nước phên dậu của thiên triều được an lạc. Thần đã sai tướng đánh dẹp, giết không còn một mống nào. Chiến lợi phẩm thu được đủ dùng cho binh của thần trong 5 năm, thần sẽ sai sứ đem chiến quả dâng lên thiên tử. Chỉ nay mai là tới biên thùy, xin thiên tử ra ân cho thông sứ lộ, kính chúc thiên tử muôn năm trường trị. Lời biểu của quốc vương An Nam đọc lên làm cả triều đình kính phục. Vương Khâm Nhược lo sợ vì đã xui Chân Tông ngầm giúp đám tướng man binh khí lương thảo mưu lược để đánh An Nam. Cái họa này có kẻ nào cáo giác ra, hẳn ta sẽ mất đầu như chơi. Lại vừa rồi ta đi thương nghị với Khiết Đan, mang thất bại trở về. Nếu nhà vua gộp 2 tội làm 1, ta còn biết biện bác sao đây. Càng nghĩ càng thấy hối tiếc. Tể tướng cúi đầu thu gọn người lại. Ông cứ tưởng làm như thế các bạn đồng liêu sẽ không nhìn thấy mình mà cáo giác. Trong khi đó, chi khu mật viện Vương Đán lại nghĩ khác. Ông cho rằng nước Nam đang cường thịnh, không chỉ riêng việc họ vừa diệt xong 20 vạn quân man, có cả triều đình nhà Đại Tống đứng ở phía sau, mà còn bởi lời lẽ của Lý Công Uẩn rất là khí phách, vẫn giữ lễ với thiên tử, nhưng cũng là một việc làm bẽ mặt thiên tử. Cái giỏi của vị quốc vương này là lời lẽ ôn nhu, không bắt bẻ vào đâu được, nhưng lại tỏ ra một đống anh hùng, ngầm kiêu hãnh. Sự thật, muốn biết nước họ mạnh hay yếu, thịnh hay suy, cứ xem lời lẽ trong biểu của họ thì đủ biết. Cả triều hội nghe xong 2 biểu chương vẫn im phăng phắc. Tống Chân Tông ngao ngán, không biết sẽ khu xử việc này ra sao. Nhà vua lên tiếng, các khanh thử nói ta nghe, có đúng là quân An Nam mạnh tới mức ấy không, hay chỉ là lời đồn? Rốt cuộc, chẳng có ai chịu khai khẩu. Vua bèn chỉ vào Vương Khâm Nhược. Tể tướng nói thử ta nghe.
Sao trước kia Khanh xui ta ngầm giúp đám man tướng này? Là bắn một mũi tên trúng những ba đích kia mà. Không phải ai mà chính nhà vua cáo giác. Vương Khâm Nhượng mặt tái xanh, lom khom đứng dậy. Muôn tâu thánh thượng, quân An Nam quả là hiếu chiến, hùng hãn, nhưng chưa hẳn họ đã diệt được hết đám quân man kia. Biết đâu họ chẳng khoác lác để dọa nạt thiên triều. Vương Khâm Nhược nói, các quan đều thấy khó nghe, đây chỉ là lời lẽ nhằm che đậy lỗi lầm. Binh bộ thị lang Trần Thị Niên có tiếng là người hiểu rộng, tính tình bộc trực, liền xuất ban xin nói, tâu bệ hạ, tể tướng là bậc quan chấp chính đầu triều, có tài thì giúp vua nên việc, bất tài thì làm hỏng việc của vua của nước. Thần xin cáo bạch tể tướng Vương Khâm Nhược mấy điều. Một là dưới thời Tiên Đế, ông đã gièm pha bậc tể thần, có tài kinh bang tế thế, là khu mật viện trực học sĩ đồng trung thư môn hạ bình trương quân quốc trọng sự, khấu chuẩn, đến nỗi ông này bị truất và phải đi đày rồi chết ở Lôi Châu. Hai là được vua ủy thác cho việc thương nghị với Khiết Đan thì ông đem cái nhục về cho nước. Từ nay, mỗi năm nhà Đại Tống phải nộp cho Dợ Khiết 10 vạn lạng bạc cùng 20 vạn tấm lụa. Thật là ông có tài rút cạn của kho nhà nước đem dâng cho giặc. Ba là ông xui vua ngầm giúp hai viên đầu lĩnh người man xâm lăng An Nam để đem về cho vua ba mối họa. Mối họa thứ nhất là người man oán bệ hạ đẩy họ vào chỗ chết. Mối họa thứ hai là người An Nam oán bệ hạ đã giúp người man xâm lấn nước họ. Vì vậy, nếu có cơ hội nhất định họ sẽ quấy nhiễu Trung Nguyên để trả mối hận cừu này. Mối họa thứ ba là người Khiết Đan biết chuyện thất trận lớn lao này sẽ càng tác quái trên mạn Bắc Thùy vốn đã khốn đốn của chúng ta. Rõ ràng là tể tướng thuộc loại nhất ngôn táng bang, xin bệ hạ trị tội. Nhất ngôn táng bang nguyên là lời của Định Công hỏi Khổng Tử, Thiên Tử Lộ, Sách Luận Ngữ. Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn táng bang nghĩa là một lời nói làm cho quốc gia hưng thịnh, một lời nói làm cho quốc gia tan nát. Càng nghe binh bộ thị lang nói, Vương Khâm Nhược càng run sợ, mặt tái mét. Các quan thì hà lòng hà dạ, vì từ trước vẫn ghét thói gian nịnh của tể tướng mà chưa có cơ hội cáo giác. Tống Chân Tông lòng đã rối càng rối hơn, triều hội ào ào đòi trị tội Vương Khâm Nhược. Chân Tông nói, thôi được, trước hết ta truất ngôi tể tướng của Vương Khâm Nhược giao cho bên kiểm pháp quan nghị tội, nhưng còn việc An Nam xin thông sứ lộ thì làm thế nào? Lệ tiếp sứ đã có, đường đi lối lại từ trước tới nay đã có gì thay đổi đâu mà xin thông sứ lộ. Các khanh bàn kỹ việc này xem sao. Đi khu mật viện, Vương Đán bước ra khỏi ban. Tâu Hoàng thượng, binh bộ thị lang nói về tể tướng thế là rõ ràng đầy đủ, thần chỉ nói đến việc An Nam xin thông sứ lộ. Vì sao họ lại xin việc này? Thần chắc chắn là đoàn cống sứ sắp tới sẽ đông đúc như cả một đội quân, sợ rằng thiên triều có sự hiểu lầm gây khó dễ nên phải xin thiên tử ban lệnh xuống các trấn lộ biết mà giúp đỡ. Lại vì sao sứ An Nam sang đông như vậy? Là bởi họ vừa chiến thắng một đạo quân lớn, chiến lợi phẩm ắt nhiều không kể xiết. Họ lại đem sang cống thiên tử thuần chiến lợi phẩm gồm các đồ quân dụng, binh khí, lửa ngựa của nhà Tống giúp quân man, có thể còn có tù binh hoặc đầu các viên tướng bị chém nơi chiến địa. Họ sang đông thế là còn có ý muốn khuếch trương chiến thắng của họ. Suốt mấy ngàn dặm từ biên ải về tới Biện Kinh, dân chúng hoặc bất kỳ ai nhìn thấy họ đi ngoài đường sẽ đem lòng sợ hãi để đời. Rồi một đồn trăm, trăm đồn ức vạn, khiến ai không được trông thấy mà chỉ nghe thấy cũng đủ sợ oai binh sĩ An Nam. Việc đó sẽ gây dấu ấn kinh hoàng trong binh sĩ của ta nếu như lại có một cuộc nam chinh. Thế nhưng lại không thể không cho họ sang, vì rằng các biểu hiện bên ngoài của họ vẫn một lòng thờ thiên tử, nạp cống thiên triều. Nếu lần này ta khước từ thì An Nam sẽ vin vào đấy không bao giờ triều cống nữa. Và lại nước họ đang cường thịnh, không nên làm mất lòng họ. Hãy xem bài học Khiết Đan, chỉ vì ta vụng đường khu xử nên càng ngày họ càng lấn ta, xin thiên tử lượng định. Tống Chân Tông nghe lời Vương Đán, xuống chiếu cho các quan sở tại có sứ giả An Nam đi qua. Các đệ trạm phải tiếp sứ long trọng, cung đốn đầy đủ, nhất nhất không để xảy ra điều gì sơ khoáng. Trong khi đó, triều đình An Nam lại nghị bàn việc đi sứ Tống nên như thế nào. Khai mở, vua Thuận Thiên nói, ta đã có biểu tâu thắng trận xin thông sứ lộ lên Tống Chân Tông. Vậy cống phẩm của ta lần này ra sao? Các khanh thử bàn cho đến chỗ rốt ráo. Quan Tả Kim Bộ Phí Sàn Lỗi xin được nói, tâu bệ hạ, theo thiền ý của thần, sứ đoàn Nam Việt cùng các cống phẩm sang Tống triều lần này phải khác,
Đây không phải là tuế cống mà là biệt cống, tức là nhân việc ta vừa thắng trận lẫy lừng, nay đem chiến công ấy dâng lên thiên tử nhà Đại Tống. Quan Tả Kim Ngô lấy làm đắc ý về lời lẽ của mình. Ông giả bộ sửa lại chiếc đai mũ, vén cánh tay áo thụng rồi tiếp: "Xin bệ hạ cử hai vị chánh phó sứ Văn Tài Lỗi Lạc, Biện Bác Thông Tuệ, rồi đóng hai chiếc hòm gỗ thơm, tạc hai cái đầu người giống hình Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí để dâng cho thiên triều. Việc này có ba cái lợi: một là làm bẽ mặt Tống Chân Tông và cả triều đình của ông ta vì đã xúi giục hai tên đầu lĩnh này và cấp binh khí lương thảo cho chúng xâm phạm cõi bờ ta; hai là gây nỗi kinh hoàng đệ dạ cho vua tôi nhà Tống như nhời bệ hạ thường nói; ba là nhân cơ hội ta sẽ ép nhà Tống phải nới lỏng một số điều hoặc tôn trọng một số điều mà hai bên đã quy ước, ví như việc đi sứ, việc tiến cống không nên bắt buộc theo chế độ 1 năm tiểu cống, 3 năm đại cống, mà xin cho tùy tiện, có điều gì cần tâu, có vật gì cần biếu thì đưa sang, không kể hạn kỳ. Lại việc binh, việc dân ở biên thủy hai nước phải tôn trọng, cấm ngặt các biên quan biên tướng Tống cứ đẩy người sang ta làm lắm điều cản rỡ hoặc gây rắc rối cho biên dân ta, ví như việc họ cho dân sang xâm canh ở các vùng đất hẻo lánh của ta, rồi đưa người sang xâm cư và cả xâm táng. Ít lâu sau, họ nhận bừa đất ấy là đất của Trung Hoa." Tả Kim Ngô vừa dứt lời thì Thái Phó Đặng Văn Hiếu bước ra khỏi bàn: "Tâu Hoàng Thượng, nước Nam ta vốn trọng nhân nghĩa và khiêm hòa, theo thần không nên làm điều gì gây tổn thương đến quan hệ bang giao giữa hai nước. Và lại nhà Tống hiện là một nước yếu, nhưng yếu là so với chính họ, so với các triều đại Hán Đường thôi, chứ không phải họ yếu so với ta. Đừng có dại gì mà chọc giận con hổ bị thương, con sư tử đang ngủ. Vậy sứ đoàn của ta số người cũng nên vừa phải, lễ dâng tiến Tống Chân Tông gồm vài thứ tỉ chân bảo vật cho nhẹ nhàng, cốt ở cái tâm hơn là cái vật. Nước họ tỏa khắp bốn bể, thiếu gì của ngon vật lạ. Ngoài ra thêm một vài vật thu được trong trận thắng vừa qua, cùng với tờ biểu của bệ hạ, lời lẽ ôn nhu, thế là được." Thái phó vừa ngồi xuống thì thái úy Lý Trưng Hiền đã vội đứng lên xin nói: "Thần trộm nghĩ với nhà Tống ta vẫn giữ lễ hiếu hòa, nhưng không thể không tỏ cho họ biết sức mạnh của ta. Thật ra họ không thương gì dân ta, không quý gì vua ta, chẳng qua cái thế không nuốt được họ phải chịu. Nói đúng ra thì Tống Thái Tông đã thử nuốt hồi năm Tân Tỵ 981, nhưng Lê Hoàn làm cho họ hóc cứng họng không nuốt trôi được. Xem ra các triều đại của Trung Hoa từ xưa tới nay không một triều nào không có ít nhất từ 1 đến 2 cuộc xâm lăng nước ta. Xưa đã thế, nay vẫn thế, còn mai sau chắc cũng lại như thế. Vậy thời tại sao thỏ lại cứ phải thương cáo? Đó là chuyện ngược đời xưa này." Thái úy ngừng lời, ngừng nhìn nhà vua cùng các bạn đồng liệt. Ông nói tiếp: "Tâu bệ hạ, lễ cống lần này theo thiện ý của thần chỉ nên dâng có một thứ thôi." Thái úy không nói nữa mà ngừng lại dò xem ý tứ vua và các quan. Bỗng vua dục: "Khanh nói lễ cống chỉ có một thứ, chẳng hay thứ gì đó, nói mau." "Tâu xin bệ hạ cho chọn lấy 500 con ngựa quý trong đám 50.000 con vừa thu được của quân Man Tống, cùng hơn 300 người đi theo đồ lễ đó. Xin bệ hạ lưu tâm, chỉ cần cái đoàn quân cống sứ ấy đi từ biên cương đến Biện Kinh cũng đủ làm dã rời ý chí những kẻ có manh tâm xâm lăng Nam Việt." Vua cười ha hả: "Khanh quả thật là thâm thúy, nhưng như thế có nhiều quá không? 500 ngựa hồ là cả một đạo kỳ binh hùng mạnh của ta đấy." Quay về phía Trần Cảo, vua hỏi: "Tướng công là quan đầu triều, thử nói ta nghe cao ý của ông." "Tâu bệ hạ, ý của quan thái úy thật là thâm viễn, bệ hạ nên y chuẩn. Xưa nay việc cống nạp với biểu trương của ta đưa sang nhà Tống, cùng việc ban ấn phong thần phong vương của nhà Tống đối với ta, nói cho cùng hai bên đều chẳng có bên nào thật lòng yêu kính bên nào. Thế thì nhân việc đánh bại một đội quân xâm lược lớn, đánh bại mưu đồ của triều đình Tống Chân Tông, tại sao không nhân việc đó mà ra uy với thiên hạ? Theo thiện ý của thần, nên cho họ số ngựa vừa đủ để ra uy, chứ không nên cho 500 con ngựa chiến quý. Biết đâu họ chẳng dùng ngựa ấy trở lại đất ta. 500 ngựa chiến quý là cả một đạo kỵ binh đáng giá. Thần cứ nghĩ độ 200 con ngựa nòi với hàng trăm kỵ mã dầm dập kéo qua đường cái quan đi suốt từ biên ải tới Biện Kinh, lại trưng cờ xứ nước Nam nữa, thì sự răn đe là lớn lắm. Xin bệ hạ lưu tâm." "Thôi được, ý các khanh tuy mỗi người mỗi khác, nhưng chỉ khác về tiểu dị, còn đại đồng đều giống nhau cả, đều hợp ý chẫm.
Riêng việc phí xa lỗi nói là dâng hai đầu tướng giặc, ta biết rồi, dù chỉ bằng gỗ, như thế bỉ mặt cả triều đình người ta, thật không nên. Không nên vì tức khí để gieo hận cho cả nước người ta. Nhân việc này, ta cử hai vị viên ngoại lang là Phùng Trân, Lý Thạc làm chánh phó sứ, cầm đầu sứ đoàn sang tiến cống và kết hảo với Tống Triều. Hai vị này văn chương giỏi, lý sự biện bác giỏi, lại có lòng tự tôn dân tộc mình, đất nước mình. Vậy ta giao trọng trách cho hai ngươi, nhưng hai ngươi phải dò la bằng được nội tình nước họ và mưu đồ họ đối với nước ta. Hai vị chánh phó sứ đều bước ra khỏi ban, cúi đầu nhận mệnh. Chúng thần xin phụng chỉ. Vua lại hỏi, bên phủ thái úy cho chọn lấy đúng 100 con ngựa tốt, 100 kỵ sĩ điêu luyện để dẫn ngựa đi biếu nhà Tống. Lại sửa soạn lấy 5 cỗ xe song mã thật tốt để chở sứ bộ cùng các đồ tùy thân của cả sứ đoàn. Các ngươi phải đòi bằng được đi đường bộ, chứ đường thủy là áo gấm đi đêm. Hàng ngày không nên đi căng quá để hao sức ngựa. Tới đâu phải đòi các quan sở tại chăm sóc đàn ngựa cho chu đáo, vì là ngựa biếu thiên tử nên không kẻ nào dám lơ là. Sứ bộ phải trương cờ trương biển, phải nói rõ cho ai muốn biết nguồn gốc của lũ ngựa này. Làm sao khi tới Biện Kinh cả đàn ngựa đều béo mập, các khanh mạnh khỏe, thế là đã hoàn thành trách phận tới 8-9 phần rồi. Không có các khanh sang sứ thì oai danh nước Nam đã lẫy lừng. Nay các khanh sang tận Biện Kinh là đem sự khâm phục, sự trọng nể của triều đại Tống Chân Tông về cho nước nhà. Các khanh phải dạy bảo sĩ tốt, không được phép làm điều gì hại đến quốc thể. Đúng như dự đoán của các quan từ trong nước, khi đoàn cống sứ do chánh sứ viên ngoại lang Phùng Trân dẫn đại đội binh mã nhập đất Tống, thì viên quan trấn thủ biên thành cả kinh mà rằng, từ xưa chưa có lệ công sứ An Nam đem theo binh mã như vậy. Thì ông cứ xem biểu văn của vương nước tôi gửi thiên tử đây thì rõ. Viên trấn thủ biên thành lắc đầu, tôi đâu dám bóc niêm phong để mất đầu à. Vậy chứ ông không nhận được cáo văn của thiên tử nhà Đại Tống rằng đoàn cống sứ của An Nam sẽ qua ải này sao? Có nhận được lệnh chỉ của triều đình. Chúng tôi còn phải tiếp rước các vị thật long trọng qua các đệ trạm về tới Biện Kinh kia. Vậy các ông còn vướng bận gì không mở cổng thanh tiếp sứ? Bởi tại các ông đi đông quá, nòm người ngựa hùng dũng cứ như các ngày Bắc Trinh khiến tôi lo ngại. Ồ, không có gì đáng ngại đâu. Đây là chiến lợi phẩm thu được do chúng tôi tiêu diệt 20 vạn quân Man, đã có biểu tâu về. Thiên tử nói phải cho ngài nhìn tận mắt mới tin. Ông làm tướng giữ thành sao không xét kỹ? Nếu là quân xâm lấn sao chỉ có một nhúng người ngựa mà không có binh khí gì? Thôi được, để tôi mở cửa các ông qua ải, phái bộ tiếp sứ đang chờ các vị ở trong đó. Cho người ngựa của sứ bộ qua ải, viên tướng giữ biên thành cứ lắc đầu khiếp phục. Trời trời, họ đánh chắc thế nào mà diệt trọn 20 vạn quân, thu thuần ngựa quý. Ta chỉ mơ trạm dịch biên thủy của ta có được 1-2 con ngựa thiên lý. Ấy thế mà họ có cả 100 con đem cống thiên tử. An Nam giàu hể, An Nam mạnh hể. Đoàn sứ bộ An Nam cứ ngày đi đêm nghỉ, tới các đệ trạm tiếp sứ đều được cung nghinh long trọng. Chỉ tiếc trạm nào cũng chật chội, bởi chưa bao giờ các trạm tiếp sứ phải cùng lúc đón hàng mấy trăm người ngựa với xe kiệu nghênh ngang như thế này. Suốt dọc đường từ biên ải tới Biện Kinh, đoàn cống sứ An Nam đã là nỗi kinh hoàng cho binh sĩ nước Tống và là nỗi đau đầu cho vua tôi nhà Đại Tống. Khi sứ bộ An Nam đến Biện Kinh nghỉ ngơi được 3 ngày thì Tống Chân Tông vời gặp lại Điện Sủng Đức. Phùng Trân, Lý Thạc Đệ trình biểu văn của quốc vương nước ta cùng danh mục các đồ tiến cống. Tống Chân Tông đọc biểu văn xong có đôi lời yên ủi sứ đoàn. Nhà vua không đả động gì đến việc An Nam phá tan đạo quân 20 vạn tên của Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, không để cho Chân Tông lẩn trốn việc này. Phùng Trân bèn nói, muôn tâu thiên tử, quốc vương thần sai chọn 100 con ngựa nòi hồ tốt nhất trong 5 vạn ngựa thiên lý mới thu được của bọn Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí để kính dâng, của một đồng công một nén, xin thiên tử không chê nước thần nghèo, sai người thâu nhận ngay đổ cống. Phải, các khanh cứ yên tâm, ta sẽ sai người thâu nhận ngay. Ta cốt cái bụng của chú tôi các khanh, lúc nào cũng giữ đạo thần tử, thế đã là quý. Ta nhận đây là vì cái tình thôi, chứ nòi ngựa này thiên triều có tới hàng muôn ức vạn con. Nghe thiên tử nói có vẻ nghịch tai, Lý Thạc bèn tâu, thiên tử quả là anh minh, ngựa này chính là của thượng quốc do các đại quan ở Quảng Tây, Quảng Đông
bán hoặc trợ giúp cho bọn giặc Man, chứ lũ người Man ấy do hai đầu lĩnh Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí làm sao có được. Chúng đem sang xâm lấn nước của thần tới 50.000 con. Chúng thần bắt không để con nào chạy thoát, cùng với 20.000 tên xâm lược bị chôn vùi. Thiên tử, nước chúng thần đánh lũ người Man ấy vô cùng khó nhọc, cốt để giữ yên đất phên rộng cho thiên triều, sao không thấy thiên tử ban khen? Tống Trần Tông nghe sứ nói đau tới quặn lòng, nhưng vẫn cố gượng cười. Các khanh mới chân ướt chân ráo tới thiên triều, bữa nay ta ban yến cũng là một sự khen. Mai đây các khanh về, ta còn ban nhiều vật quý, chỉ sợ không có sức mang đi. Tuy nhiên, Trần Tông cố lờ đi chuyện Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, cứ như là triều đình Tống không có dính líu gì vào vụ này. 3 tháng sau, sứ giả An Nam xin về. Tống Trần Tông y cho, ngài còn ban cho mỗi người trong sứ đoàn, theo thứ bậc khác nhau, các loại mũ áo, đai lụa, vóc, lại sắc phong cho Lý Công Uẩn làm An Nam quận vương. Sứ ta lại tạ, nhưng tỏ vẻ không hài lòng với chức An Nam quận vương mà Trần Tông đã hào phóng ban cho vua Thuận Thiệp. Thưa quý vị và các bạn, ở một làng quê mà trước đây vua Lý Công Uẩn đi vi hành đã phát hiện ra có nhà tù do xã trưởng quản lý với biết bao sự bạo hành người dân vô tội một cách dã man. Nó tồn tại suốt 30 năm cha truyền con nối, thì nay nơi đây đã có xã trưởng mới. Đó là người có đạo đức, nhân cách tốt. Cuộc sống của người dân nơi đây đã đổi thay, từ chỗ không có tài sản gì, giờ đây họ có ruộng đất, cuộc đời như một giấc mơ. Đám cưới con gái ông xã trưởng với cháu bà cụ Sắn là một trường hợp đặc biệt. Tuy cháu cụ Sắn là chàng trai nhà nghèo nhưng không hề bị phân biệt đối xử. Dù không môn đăng hộ đối nhưng ông xã trưởng luôn thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình chàng rể. Chúng ta hãy cùng đến với niềm vui của dân làng khi được chứng kiến và tham gia vào đám cưới con gái ông xã trưởng với chàng trai nghèo nhà cụ Sắn. Cô Sắn sắp cưới con gái nhà xã trưởng. Tin đồn dậy khắp hương ấp, đầu làng xó ngõ, không chỗ nào là không bàn tán về cuộc hôn nhân không đăng đối này. Sắn đi làm đồng, cánh con trai các nhà có máu mặt, bữa nay cũng kéo nhau ra đồng, họ xuống vào hỏi Sắn cho ra nhẽ. Nghe nói, mày sắp cưới con gái ông xã trưởng phải không? Sắn ngượng đỏ mặt, mặc dù trong lòng cô cậu rất sung sướng và cả hãnh diện nữa. Không thấy Sắn trả lời, một chàng trai khác lại hỏi giọng biệt thị. Mày không biết phận mày thế nào à Sắn? Đến bọn tao đây còn chẳng dám hỏi con gái ông xã trưởng. Thế mà mày, đũa mốc, lại dám tròi mâm son. Một chàng khác, giọng gây gổ. Sắn, mày khinh bọn tao hả? Liệu hồn mày, đừng tưởng sắp làm rể nhà xã trưởng mà vênh váo là ăn đòn đấy. Bị xúc phạm, Sắn thấy nóng nóng phía vành tai. Chàng bổ mạnh lưỡi cuốc cắm phập vào đất, cán ngọng lên rồi buông cuốc, hai tay thắt lại chiếc vành khố. Sắn nói, các anh chẳng biết gì, lại cứ nói lấy được. Ai bảo các anh, tôi lấy con gái ông xã trưởng. Đám thanh niên giọng hồ hởi, không giấu nổi niềm vui, họ chạy lại nắm tay Sắn hỏi gặn. Thật thế hả Sắn, đúng là không phải mày sắp cưới cô Lan, con gái út ông xã trưởng chứ? Sắn không ngờ, mình được ông xã trưởng thương tình, gọi cho người con gái út, lại là việc xúc phạm đến đám trai làng. Bây giờ Sắn mới nghiệm ra rằng, cái nghèo là bạn cố hữu của cái hèn. Giả dụ nhà Sắn mà giàu xem, dân làng ắt phải nể trọng, quan xã quan phủ bênh che. Thử hỏi đám trai làng kia có dám mở lời sàm sỡ hỗn hào thế không? Sắn nhìn lại tấm thân khỏe mạnh cường tráng của mình, da săn chắc màu đồng hun, bắp chân bắp tay nổi quận, làm việc gì cũng băng băng như châu mộng, không ai theo kịp. Vậy chứ mình kém gì họ để họ khinh? Suy ra chỉ tại cái nghèo. Sắn thở dài, giọng uể oải đáp lời đám trai làng. Các anh biết cho, tôi phận côi cút, nhà nghèo, đâu dám đũa mốc mà tròi mâm son.
Thế nhưng Sắn đang ngập ngừng thì một chàng trai khác đã cướp lời. Lại còn nhưng gì nữa? Thế nhưng Sắn mạnh dạn nói tiếp: nhưng đích thân ông xã trưởng gọi tôi đến, và ông bảo tôi rằng mọi việc cưới treo ông lo liệu tất tận cho bà cháu tôi. Sắn làm ra vẻ đau khổ với giọng nói ngùi ngùi: nếu ở vào cảnh ngộ của tôi, liệu các anh có dám cưỡng lời ông xã trưởng không? Xin các anh chỉ bảo dùm cho. Thấy Sắn không có vẻ ngông nghênh, lại còn lễ độ xin lời chỉ bảo, khiến đám trai xoan tự nhiên dịu lại và nghĩ đến quyền uy ông xã trưởng, anh nào cũng ngại ngại. Chàng trai lớn tuổi, con nhà hào phú, đóng chiếc khố điều, bữa nay đi cùng bọn đàn em ra đây định gây sự. Nếu Sắn lên mặt ta đây thì bọn họ sẽ nện cho một trận tơi bời. Thế nhưng Sắn lại rất nhã nhặn khiêm nhường, chẳng có cớ gì để đánh nhau cả. Hơn nữa, Sắn là một chàng trai lực sĩ, nhất là lúc các cậu nom thấy Sắn thắt lại dải khố nâu, quả các chàng công tử khố điều cũng thấy gờm gờm. Để tỏ mình là kẻ cả, chàng khố điều người cao giọng, nói giọng đầy quyền uy: thôi được, bọn tao mừng cho mày, mày quả là tốt số, vớ được vợ đẹp, con nhà giàu, lại có thần có thế. Nhìn ngược nhìn xuôi, rồi chàng lên giọng răn dậy: mày phải biết ông xã trưởng họ Lương được cả làng kính trọng, quan trên cũng phải nể ông. Nếu mày ăn ở với cô Lan có điều gì không phải, để ông phàn nàn là bọn tao lột da mày bưng trống đấy. Vâng ạ, em cảm ơn các anh dạy bảo. Sắn lễ phép nhận lời cho qua chuyện. Thế bao giờ cưới vợ, mày có mời bọn tao không? Dạ, em chỉ sợ các anh chê nhà em nghèo không đến thôi ạ. Năm chàng khố điều tuổi trai trai, từ 17 đến 20, cùng cười đắc thắng, dắt tay nhau vừa đi vừa nghêu ngao hát. Họ đi xa rồi, Sắn vẫn còn nghe vẳng lại một giai điệu vui vui: tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ. Chọn được ngày lành để đôi trẻ hợp duyên, ông xã trưởng bèn đến thăm bà cháu bà cụ Giá. Khách đến nhà, bà cụ cứ cuống lên, chẳng biết nói thế nào, chẳng biết làm việc gì, đến nỗi cụ quên cả mời khách ngồi. Người cụ cứ run lên bần bật, miệng cứng ra. Còn Sắn thì đứng dựa cột, nhìn nhạc vụ loay hoay. Ông xã trưởng phải mở lời trước, ông vừa cười vừa nói, giọng thân tình: chả là tôi xem được ngày lành cho cháu về đằng nhà cụ rồi, tôi sang báo để hai nhà cùng lo liệu. Nghe giọng ông xã trưởng gần gũi ấm áp, cụ Giá đã bớt sợ. Cụ sợ là bởi từ hồi còn thơ ấu tới nay đã ngót 80 tuổi rồi, có bao giờ cụ được tiếp xúc với các bậc quan chức thế này đâu. Xúc động quá, nước mắt bà cụ cứ chảy trào ra khắp hai bờ mi. Ông xã trưởng nắm tay bà cụ và ấn vai cụ ngồi xuống mép giường. Ông nhìn thằng cu Sắn, thằng con rể ông mới vạm vỡ làm sao. Thằng bé có đôi mắt to, sáng, lông mày nét mác, thật rậm mà hơi xếch, vầng trán vuông vức, mũi thẳng cằm bạnh. Từ trước, ông chỉ thoáng thấy nó đi lẫn với đám trai làng, và dân làng ai cũng khen nó nết na, hiếu thảo. Ông cho như thế là đủ rồi, con gái ông chỉ cần một tấm chồng như vậy thôi. Ai ngờ thằng bé có quý tướng, tam đình ngũ nhạc phân minh đắc cách. Nó sẽ là một con người đàng hoàng. Hiềm một nỗi, nó không được học hành. Ông lấy làm tiếc. Nếu biết nó trở thành con cái ông, thì ông cho nó vào chùa, theo học các vị thiền sư, chắc là thằng bé nên người. Tuy nhiên, phần này sẽ lo sau. Ngoái nhìn khắp ba gian, nhà bà cháu cụ Giá, ông không thấy một thứ đồ đạc nào, ngoài chiếc chõng thờ bằng tre đặt nơi gian giữa và hai gian bên kê hai chiếc giường cầu tre của hai bà cháu. Ông cũng không ngờ bà cháu bà cụ lại nghèo đến thế. Thôi được, ông tặc lưỡi, cũng là dịp để con gái ông tỏ sự đảm đang. Suy nghĩ giây lâu, ông gọi Sắn vào, ngồi cạnh bà cụ Giá và nói: tôi biết bên này cụ và cháu đều neo người neo của, cụ không phải lo sắm gì hết, để tiện tôi lo lễ lạt cỗ bàn cho cả hai nhà. Ấy chết, ai lại làm thế ông xã trưởng? Bà cụ Giá dãy nảy lên: hà tất cụ phải băn khoăn, thì đằng nào nó chẳng là con cái chúng tôi. Ông xã trưởng vừa nói vừa cười thoải mái. Rồi ông tiếp: sắp đến ngày cưới, tôi sẽ cho gia nhân sang dựng dạp giúp cụ. Ông xã trưởng cáo lui. Ra đến đầu ngõ, như chợt nhớ ra điều gì, ông liền quay lại gọi Sắn ra dặn bảo: chiều mai con xin phép bà sang bên thầy, có chút việc thầy nhờ con. Sắn đỏ mặt lên vì sung sướng. Từ nhỏ, Sắn đã quen chỉ có bà,
và quên không biết nói cả hai tiếng thầy bu. Nay bỗng nhiên có cha có mẹ, dù là cha mẹ vợ cũng khiến Sắn sung sướng đến rối rả. Ông xã trưởng cho gia nhân đón Sắn ngay từ đầu xóm. Bữa nay sang nhà nhạc phụ, Sắn không đóng khố như khi đi làm đồng hoặc lúc ở nhà với bà. Sắn mặc chiếc áo cánh thụng may bằng vải thanh cát màu tràm, quần vải mộc màu trắng, đầu vấn khăn chữ nhân, nom chững chạc hẳn ra. Từ nhỏ, Sắn chỉ biết nhà ông phú hộ lương thanh khiết qua bức tường thành. Vây quanh khu đất rộng đuổi tầm mắt và cao gần gấp đôi đầu người, nhà ông chỉ để lộ ra bởi hai chiếc cổng lúc nào cũng đóng im ỉm. Cổng hướng nam để đón khách, cổng hướng bắc để kẻ ăn người ở đi làm đồng. Nghe nói trong nhà ông có đàn chó đông tới cả trăm con, ban ngày nhốt vào một khu nhà với chiếc sân rộng có tường cao bao bốn mặt, chỉ để 10 con loáng thoáng nơi góc vườn, cổng ngõ. Ban đêm khi mọi người đã đi ngủ, gia nhân mới thả chó ra. Động tĩnh từ ngoài xa, một con đánh hơi là cả bầy cùng xô lại một góc như đàn chó ngao sủa nghe đến rợn người. Ông xã trưởng đích thân dẫn Sắn đi chào nhạc mẫu, rồi cả hai ông bà cùng đưa Sắn vào chào bà nội vợ. Cụ già mắt kém, nhìn không rõ mặt Sắn, nhưng nghe giọng nói, cụ biết nó là một đứa trẻ đàng hoàng. Cụ là người sống nhân hậu, nên khi biết gia cảnh bà cháu Sắn, cụ thương lắm. Nhích lại gần đây với bà, giọng cụ thân mật khiến Sắn đỡ bớt run. Thực tình khi mới bước vào tới đầu sân nhà ông xã trưởng, nom thấy tỏa ngang dãy dọc, vườn rộng mênh mông, nhất là hai cây dơm như hai trái núi đứng sừng sững ngoài vườn. Sắn đủ hình dung ra số lúa gạo và kẻ ăn người ở trong nhà phải tấp nập đến nhường nào. Bà cụ lấy tay giờ giờ lên đầu, lên mặt Sắn. Cụ sờ rất kỹ đôi mắt, vầng trán và hai lưỡng quyền cùng chiếc cằm. Tay cụ cứ vuốt vuốt hoài cái đầu có mái tóc dày, đen nhức mà cứng như dễ tre. Cụ nhoẻn cười, lẩm bẩm như người nói chuyện với chính mình. Tông môn nó, tóc này là bướng lắm đây, sai con lắm đây. Bàn tay cụ lại giờ giờ vào cái cổ cái gáy thằng cu Sắn. Gáy đầy sun sun thế này là thảo lắm. Có cái gì hàng xóm chưa hỏi đã vác đi cho. Bàn tay già răn reo những da cùng xương lại vòng về phía miệng. Cụ bỏ qua những sợi ria lún phún cứng cua, đặt ngón tay trỏ vào giữa nhân trung, rồi dùng cả hai bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt Sắn và dừng nơi chiếc cằm nở nang của chàng trai vạm vỡ. Chỉ còn vài tuần trăng nữa sẽ chính thức là cháu rể cụ. Gương mặt cụ rạng rỡ phản chiếu sự hài lòng. Ông xã trưởng lại dẫn Sắn lên nhà trên, nơi có bộ kỳ cụ kê làm phòng khách. Gia nhân cũng vừa đi đón được ông phó may về. Uống nước xong, ông cho đầy tớ đi mời cô Lan tới để ông sai. Một lát, cô con gái út của ông bẽn lẽn bước vào. Thưa thầy cho gọi con. Giọng cô dịu dàng ấm áp. Cô có cặp mắt đẹp như mắt bồ câu, nước da trắng hồng. Khi nói, gương mặt cô bừng sáng. Cô không thuộc loại người đẹp sắc sảo, mà chỉ là một thôn nữ có duyên thầm, một người đôn hậu. Ở cô toát ra một tâm hồn trong lặng lạ kỳ. Và nếu như có ai đó nhìn cô mà thấy gợn vẩn gì, hẳn là chính trong lòng người đó đang tàng ẩn một âm mưu bất tường. Bữa này cô vẫn chiếc áo cánh lụa thâm, cổ tròn lá sen trùm kín vai, lớp vải viền cổ bằng là màu trắng ngà, tay áo thụng rộng ước đến gần 9 tấc, cỡ hơn 1.5 gang tay, ngang lưng thắt dải lụa màu tràm, múi buông bên trái, mặc váy lụa thâm hoa chìm. Ông xã trưởng trao cho người con gái chùm chìa khóa và dặn: con vào mở chiếc hòm cái, còn mấy xúc vải bê hết ra đây cho thầy. Lan thoăn thoắt bước về phía gian đầu hồi, nơi kê chiếc hòm cái chiếm gần nửa gian nhà. Cô bê ra 5 xúc vải cả thầy và đặt vào góc kỷ. Đã toàn lùi thì cha cô gọi giật lại: này con, ở lại đây cha bảo. Sự thật ông xã trưởng chỉ muốn bữa nay cho hai trẻ tường mặt nhau, nên ông mượn cớ mời bác phó may tới nhà để may quần áo cưới cho chúng. Chỉ vào tấm vải thanh cát, ông xã trưởng bảo ông phó may: chú may cho cháu Sắn đây 1 cặp áo dài, trong đó 1 chiếc mặc thường ngày, còn 1 chiếc mặc vào ngày cưới. Chiếc áo cưới của cháu, ông nhớ phải may đúng kích thước triều đình đã ban, kẻo ngày vui của các cháu lại có người bắt bẻ thì xui lắm.
Còn mấy tấm lụa hoa kia, chú may áo dài cho cháu gái. Tấm lụa đen mỏng này, may váy cho cháu. Ông phó may lấy thước ra đo. Ông cầm thỏi son non và các đường chéo ngang dọc trên tấm vải. Và số đo cũng ghi luôn lên mặt vải. Ống tay rộng 9 tấc, nách rộng 8 tấc 2 phân. Vừa ghi số đo, ông phó may vừa nói chẳng ra cằn nhằn, cũng chẳng phải là khen. Cậu này non người có vẻ mảnh thế mà lại hóa cỡ đại. Nó lằn mình lắm. Ông xã trưởng đáp lời ông phó may. À, mà ông để chiều dài áo cưới của thằng cháu sắn là bao nhiêu đấy? Dạ thưa ông xã trưởng, cứ theo quy ước triều đình ban thì áo của các quan chiều dài cách mặt đất là 2 tấc, còn dân phải ngắn hơn từ 2 đến 3 tấc nữa ạ. Dạ thưa ông, chúng tôi làm thợ mà không dành về thể thước chuẩn mực thì lấy vải đâu, lấy tiền đâu mà đền cho khách? Không những thế còn đắc tội nữa chứ ạ. Đo đạc xong, ông xã trưởng cho sắn về, còn ông phó may được giữ lại may quần áo cưới cho vợ chồng Lan đến khi nào xong. Hàng ngày ông được phục dịch 3 bữa cơm, bữa tối được nhà chủ mời thêm 2 chén rượu, nếu phải thức thâu khuya thì được ăn thêm bữa cháo đêm. Ông phó may không phải ngồi ăn với đám thợ cày thợ cấy, nhưng cũng không được ngồi ăn với ông bà xã trưởng, nghĩa là ông phó may ăn cơm uống rượu một mình. Dường như ông cũng đã quen lắm với cảnh này rồi. Làm thợ may gần trọn đời, may áo quần cho đủ loại người, từ quan lại đến dân thường. Nhưng sao ông vẫn băn khoăn một điều rằng, có bao nhiêu màu đẹp, vải đẹp, dễ chế tác thì vua quan dành phần hết. Này nhé, màu đại đồng là của đấng chí tôn, kẻ nào lạm dùng chỉ có mất đầu. Màu tía là sắc phục của các quan nhất nhị phẩm. Màu đào hồng là sắc phục của hàng tam phẩm. Ngũ lục thất phẩm là các phẩm hàm gần cuối bậc, độc chiếm màu biếc. Bát cửu phẩm là thuộc hàng quan lại cuối cấp, phải dùng màu xanh, tức màu thanh cát, gần với màu tràm dành cho thứ dân. Trong đầu óc bác phó may thì có bao nhiêu màu tránh sắc tươi tắn thì vua quan chiếm hết, dân chúng chỉ được dùng màu xanh tràm, màu nâu và vải mộc trắng. Vì vậy, áo cưới của các cô cậu này, từ màu sắc đến vải vóc, cũng đều là đơn sơ, mộc mạc. Bác phó may lim dim đôi mắt mơ màng, ước sao có một xã hội mà ai, nước da, hợp với màu nào thì may màu ấy, ai có đủ tiền mua loại vải nào thì may loại vải ấy. Còn như bây giờ, ôi thôi, mặc sai màu sắc, sai vải vóc đã kê cứu theo thứ bậc thì cứ gọi là mất nhà mất cửa, thậm chí mất mạng như chơi. Nếu không thì ông xã trưởng đây, hẹp gì không may cho cậu tế tử một cặp áo cưới bằng gấm lam tàu. Và cả cô con gái ông nữa, hàng vóc nhiễu thiếu chi thứ làm đẹp thêm nhan sắc của cô trong ngày cưới. Đã qua lâu rồi các lễ chạm ngõ, lễ hỏi, nay đến kỳ lễ cưới, bà mẹ ông xã trưởng gọi con vào hỏi. Con Lan là đứa cháu gái, cấn cơm cấn sữa, mẹ thương nó lấy chồng nhà nghèo, nhưng mẹ xem thằng bé ấy rồi sẽ nên người. Con nên lo liệu chu đáo, kẻo cháu nó tủi thân. Ngày xưa mẹ lấy thầy con, cũng chỉ có 2 bàn tay trắng, 4 bàn tay không mà nên cơ nên nghiệp. Vậy chứ con định thế nào, nói mẹ nghe. Thưa mẹ, ông xã trưởng vừa nói, vừa nhích gần lại chỗ bà cụ vì ông sợ mẹ nặng tai nghe không rõ. Thưa mẹ, phần nhà mình thì chẳng có gì đáng ngại. Trâu bò lợn gà đầy nhà, mời khách đến đâu giết thịt tới đó. Còn quần áo cưới của các cháu, con đón phó may về may tại nhà rồi. Lễ nghĩa tiền bạc bên nhà mình thách bao nhiêu để thiên hạ không nghĩ rằng cho không con gái, mẹ để con tính toán. Vâng thưa mẹ, thách là để lấy cái tiếng thôi, con sẽ giúp bên nhà trai đủ. Cả việc chi phí ăn uống bên nhà trai con cũng lo hết. Con nhớ nhá, con lo cả hai bên cũng là lo cho con mình thôi. Không được viết văn tự bắt bà cụ giá ký nợ đó nghe con. Ăn ở cốt là như cái đức, còn của cải là ở 2 bàn tay con ạ. Vâng thưa mẹ, con sẽ làm theo ý mẹ. Ông xã trưởng cho dọn hẳn 3 gian nhà ngang để bày biện của hồi môn cho con gái ông sắp về nhà chồng. Ngay gian giữa, vật đầu tiên đập vào mắt ta là chiếc giành nhỏ trong lót vuông vải trắng, đựng một cục đất to bằng quả bưởi. Cục đất sắn ở góc vườn, nơi gần cây mít 5 thân to bè, gần bằng cây đa trước cửa đình làng. Cục đất màu phù sa đỏ đậm, khiến ta nghĩ tới những mùa màng bội thu. Đó là nắm đất hồi môn mà bất cứ người con gái nào về nhà chồng
cũng được cha mẹ đẻ chia cho. Ngay cả các cô quận chúa, công chúa đem theo mình hàng đấu ngọc vàng, đồ trang sức về nhà chồng cũng không thể thiếu được nắm đất hồi môn. Vì sao vậy? Ấy là bởi con người ta mới sinh ra đã được đất nâng đỡ, trong suốt cuộc đời được đất nuôi dưỡng, tới khi chết lại về với đất. Đất chính là vật thiêng mà tạo hóa ban cho con người. Bởi vậy, con người không bao giờ lìa bỏ đất. Sau rảnh đất là hai chiếc vai cầy gỗ nhãn đỏ au. Mỗi chiếc vai cầy sẽ được kèm theo một con trâu. Sau hai chiếc vai cầy là năm chum đựng đầy thóc kê sát tường. Những chiếc chum màu da lươn dày dặn, mỗi chiếc chứa tới cả trăm đấu thóc giống kia, là những giống lúa tốt để cho vợ chồng, cô dâu, chú rể lập nghiệp. Dưới chân những chum thóc sừng sững là những chiếc lọ gốm màu xanh ngọc, màu huyết dụ, màu ngà, chỉ nhỏ bằng nắm tay, đựng đầy các hạt giống rau như rau cải, rau dền, mướp bí, đậu ván, đậu đũa, mùi thì là ớt. Gian đầu bên kia là các thứ đồ đan như rổ xá, dần sàng, mẹt nong nia. Gian đầu bên này treo thuần những áo váy, chăn gối của cô dâu. Kế vách cây chiếc hòm cái sáu chân mới đóng bằng gỗ xoan đào thơm phức. Chiếc hòm ấy sẽ bỏ tất cả đồ dùng của cô dâu vào đó, rồi khiêng về nhà chồng cùng với lễ rước dâu. Trên mặt hòm cái bày chiếc khay khảm xà cừ. Trong khay có chiếc hộp trầu bằng đồng đỏ, một quả đào bằng bạc để đựng vôi ăn trầu. Cạnh hộp trầu bạc có dây đeo chiếc vuốt hổ để kỵ nắng gió. Cạnh đó là đôi vòng đeo chân bằng bạc. Mỗi chiếc vòng lại có thêm một chùm ba chiếc nhạc nhỏ bằng đầu ngón tay út. Đây là những chiếc vòng mà ông bà xã trưởng cho con gái đeo từ thuở nhỏ, nay được đem theo để rồi lại đến lượt con cô. Mấy bữa nay, người trong xóm trong làng, kể cả người thiên hạ, cứ lũ lượt kéo vào nhà ông xã trưởng để xem trưng bày của hồi môn mà ông xã trưởng cho người con gái út được đem về nhà chồng. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên nhà ông xã trưởng trưng bày của hồi môn, mà đây là lần thứ năm ông chia của cho con gái đi lấy chồng. Các lần trước, con gái ông lấy chồng vào các nhà muôn đăng hộ đối, nên người tới xem cũng vừa phải. Nhưng lần này, người đến xem đông nghịt, bởi người ta tò mò rằng chàng rể nhà ông xã trưởng lần này là một người nghèo và loại nhất làng, xem ông đối xử ra sao. Mặc dù người vào xem đông, nhưng gia nhân đều chu đáo, không ai là không được mời trầu, mời nước. Làng xóm gần xa, ai tới xem của hồi môn của con gái ông xã trưởng, lúc ra về đều tấm tắc khen ông là một người nhân hậu, không phân biệt giàu nghèo. Trước ngày cưới, bên nhà trai dẫn lễ, mọi việc bà cụ Giá lại phải nhờ đến bà Luyến. Bà Luyến là một bà mối biết công biết việc, biết ăn biết nói. Cả làng ai cũng gọi bà là bà Nguyệt, tức là người thay tạo hóa, xe duyên lành cho trai gái đến tuổi trưởng thành. Bà là người tính toán giỏi, thuyết phục giỏi. Bà đi về giữa nhà ông xã trưởng và nhà cụ Giá thoăn thoắt như một con thoi. Bàn bạc ngã ngũ lễ lạt với bên nhà gái. Cần những gì xong, bà tính ra thành tiền. Hết bao nhiêu, ông xã trưởng mở cháp đếm đưa tất cả cho bà. Nhờ bà mua sắm hộ bà cháu, bà cụ Giá. Bà Luyến là người đàng hoàng. Bà giúp ai là giúp hết lòng, một mảy may bà cũng không thèm tơ hào. Hôm dẫn lễ, bà mời ba ông bà cụ cao tuổi, nhà khấm khá, con cháu đầy đàn đi cùng với bà và cậu Sắn. Dẫn đầu là một bà mối mặc áo dài vải thanh cát, bê cháp quả, trong đó đựng một cơi trầu, một chai rượu và một bao chè. Mấy anh con trai trong xóm được mời làm phu khiêng lễ. Thoạt tiên là ba vò rượu nếp thơm, mỗi vò một đòn khiêng, tiếp đến ba thúng đầy gạo nếp cái hoa vàng thơm nức, mỗi thúng một đòn khiêng. Sau rốt là một con lợn to, phải dùng tới hai đòn mới khiêng nổi. Bên nhà trai cũng đã dọn nhà, dựng rạp, mượn bát đĩa chuẩn bị làm cỗ bàn nấu nướng. Thoát đã tới ngày đại cát, tháng giêng trời rét ngọt, lúa má vừa cấy xong trước Tết, cỏ lúa chưa đến kỳ, nước lúa còn ăm ắp ruộng. Thằng có nhà lỡ có bát tằm ăn dỗi hoặc đang dệt dở mấy lọ tơ thì hơi bận mài, còn phần đông mọi người đang dỗi việc. Các làng đang đua nhau mở hội, chống vật chống chèo, hua rộn xóm thôn suốt ngày đêm. Già trẻ gái trai đi chảy hội từ làng này sang làng nọ, nối nhau tấp nập. Hội cũng vui, mà cưới cũng vui.
dẫn đầu đám rước dâu của vợ chồng nhà Sắn là 5 cặp trai gái với 5 cặp nõ, nường. Nõ và nường đều đan cốt bằng tre hóp ngoài phết giấy điều. Nõ tượng trưng cho bộ phận sinh thực khí của người con trai, to và dài gấp đôi cái chày giã cua, khoảng 4 gang tay người lớn. Nường tượng trưng cho bộ phận sinh dục của người con gái, to bằng chiếc nón đội đầu của mấy người lính thú. Các cặp trai gái mang nõ nường đều vận áo dài lửng màu tràm, thắt lưng bó que màu đen, đeo mặt nạ mo nang. Họ nhảy theo nhịp ba, theo trịch của ba người vỗ ba tiếng trống cơm đeo trước ngực. Các cặp trai gái vừa nhảy vừa hô tinh tinh phọc, hai hàng nam nữ bước theo nhịp. Nhịp bước rơi đúng vào tiếng tinh, hai bước tiếp theo tiếng tinh. Sang bước thứ ba là hàng bên trái ngoảnh về bên phải, hàng bên phải ngoảnh về bên trái, nhịp chân rơi vào tiếng phọc. Đúng lúc ấy thì hai vật nõ nường tượng trưng kia xỏ khít vào nhau, cứ lặp đi lặp lại giai điệu như thế suốt đoạn đường dài. Trẻ con và cả đám thanh niên nam nữ chạy theo những cặp nõ nường và cùng bắt theo nhịp tinh tinh phọc thật là sôi động. Tiếp đám rước nõ nường là cụ già cao tuổi nhất làng. Dân làng thường gọi cụ là cụ Mốc. Cụ Mốc xóm đông, sức lực còn khang kiện, nhà khá giả, con cháu đầy đàn. Cụ có mái tóc bạc trắng búi gọn lại phía sau gáy. Cụ đội chiếc mũ bình đính bằng lụa màu đen. Cụ có chòm râu dài tới ngực, sợi nào sợi ấy sóng như cước. Nước da cụ hồng hào. Mình cụ khoác tấm áo thụng dài bằng gấm, trổ hoa màu xanh. Về cái màu xanh này, chỉ các hàng quan lại thất bát phẩm mới được mặc. Nhưng vì triều đình yêu trọng người già, từ bậc đại lão trở lên thì được phép mặc. Tay cụ chống hờ cây gậy trúc, hai bên tả hữu hai đứa chắt nội, một trai một gái, tóc để trái đào, mặc áo dài thanh cát, lon ton chạy theo cụ. Trên trán mỗi đứa đều có điểm dấu bằng nước quét trầu đỏ chót. Sau cụ Mốc là hàng mấy chục các bà, các ông thuộc hàng cô dì chú bác của cô dâu chú rể, vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa nói chuyện dâm gian. Tiếp đến là dâu rể cùng các bạn bè phù dâu phù rể ăn vận rất đẹp. Chú rể Sắn lần đầu tiên trong đời được mặc chiếc áo dài thụng vải thanh cát còn thơm mùi hồ, lại đội chiếc khăn lượt đen xếp hình chữ nhân để lộ ra khuôn mặt đôn hậu và phảng phất chất kiêu dũng của con nhà võ. Ẩn sau cặp mắt xếch là đôi chiếc lông mày mũi mác kia. Sắn vận chiếc quần vải trắng ống rộng, chân đi giày vải đen mũi cong, non bảnh bao tươi tắn, khiến các chàng trai phù rể cảm thấy hãnh diện vì anh. Cô dâu Lương Thị Lan, vợ Sắn, vốn là một cô gái có duyên, ưa nhìn. Bữa nay, cô vận bộ áo dài mớ ba, càng làm tăng vẻ đài các của một cô gái con nhà giàu. Đó là bộ áo dài thụng, trong cùng là chiếc áo màu tràm, giữa là nếp áo thanh cát, lớp ngoài cùng là lụa đen, hoa cúc dây chìm. Cả ba chiếc áo dài đều có cổ lá sen trùm kín bờ vai và đều viền nẹp cổ bằng lụa trắng ở phía trong. Chiếc thắt lưng lụa màu mỡ gà thắt múi ra ngoài lớp áo mớ ba, nom người cô thon thả bắt mắt. Lan đội chiếc khăn vuông trùm đầu bằng vải thanh cát, ôm lấy khuôn mặt trái xoan đến là xinh. Chân cô đi đôi hài mũi cong, váy thả trùng quét đất. Sau Lan độ vài chục người là đoàn vận chuyển các đồ hồi môn. Đi đầu là chiếc rành trong đựng nắm đất đã gói bọc kỹ càng. Đoạn hậu là hai con trâu tơ, một con đực, một con cái để kéo cày và chăn nái. 5 chiếc nõ nường và 3 chiếc trống cơm vẫn còn huyên náo giòn trò. Đôi lúc mỏi chân mỏi mồm tạm nghỉ thì họ lại đốt pháo. Những tràng pháo tép nổ giòn, khói xanh thơm thơm bay theo vụn giấy đỏ, bám phủ lên đầu lên áo mọi người và rơi hồng cả mặt đất. Chẳng mấy chốc đã tới cổng nhà trai. 5 cặp trai gái múa nõ nường thu đồ nghề lùi lại phía cuối đoàn người, nhường chỗ cho cặp trai gái khiêng chiếc rành trong có cục đất hồi môn vào đặt giữa sân. Người nhà ra đón lấy nắm đất hồi môn và đón cả đám cưới vào nhà. Lễ tế tơ hồng bắt đầu, trống phách đàn sáo nổi lên, quan viên hai họ ngồi kín rạp, họ uống nước ăn trầu. Họ chúc tụng đủ mọi điều tốt đẹp cho bà cháu, bà cụ giá. Ở hiền gặp lành và ai cũng bảo ông trời có mắt.